Rồi, gái cưng, gái cưng đừng. Ui trời, gái cưng giỏi thế. Trời ơi, gái cưng đang làm gì đấy? Trời ơi, gái cưng tập thể dục hả? Gái cưng mặc cái bộ đồ mà nó rất là hợp luôn. Ôi dồi ôi, thương quá, thương quá. Có đau không con? Đau hả? Rồi con cẩn thận nha. Anh hai cẩn thận con nha, đúng, chính xác, như thế là chính xác. Rồi hạ tay dần dần xuống, hạ tay dần dần, đúng, quá tuyệt vời. Con thử leo lên cho mẹ xem một lần nữa được không? Không được hả? À thích cái này hả? Không, con phải nắm cái tay ở trên cao đấy con, đúng. Wow, tuyệt vời nhờ, con từ từ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng nha, nhẹ nhàng thôi, đúng, nhẹ nhàng. Ô em rất nhẹ nhàng luôn, em là công chúa nhẹ nhàng. Trời ơi, có nơi này người ta làm cái màu giống hợp tông ấy. Có màu xinh lắm đây, trời. Ok, em đi xuống phải từ từ nhẹ nhàng kẹo té giống lúc nãy. Em phải tuột cái tay xuống dần dần ở cái ống, đúng, rồi bên kia nữa. Đúng, dần dần bước bước một chân xuống. Chính xác, đúng, mình phải từ từ nha. Còn leo lên trên này hả? Ủa, cao lắm, không leo được đâu. Rồi đi nào Phúc An ơi. Phúc An. Đi bên này đi. Phúc An ơi, đi chậm, nắm tay người lớn. Đấy, rồi em có lên được cây cao không? Anh hai ơi, phải cùng em không một mình lên. Rồi, ok, vậy anh hai đứng chờ em để cùng nó bắt đầu nha. Bây giờ mẹ sẽ đếm 1 2 3 để xem con xuống đi, rồi sau đó mẹ sẽ đếm 1 2 3 xem là hai anh em ai lên nhanh hơn nha. Đồng ý không? Chưa chưa em phải xuống trên đất, em phải xuống trên đất. Úi giời em tính chơi gian. Em tính lại là gian dối một tí à? Em phải xuống trên đất đứng cùng anh hai, rồi mẹ mới đếm 1 2 3. Đấy, tặc răng đấy nhờ, rồi tặc răng xuống trên đất đi tặc răng. Con mẹ tin là con không thua em hai đâu, con đừng sợ. Con xuống dưới đất đứng cùng nhau đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Từ từ, để mẹ đếm nào. 1 2 3 bắt đầu. Ủa em cố lên, rất giỏi. Rồi rất giỏi, cố lên. Cứ từ từ không sao hết cả. Anh hai mà ai mà lên trước là phải đứng chờ người khác nha. À em hơi vội vàng nên là tự nhiên nó lại thành ra lại là không không được khéo léo nhở. Hơi vội vàng. Rồi, giỏi, em bắt đầu lên được rồi, cố lên. Rồi đúng, bắt đầu rồi. Con phải có thể quay mặt vào phía kia để con lên giống anh hai. Quay mặt sang phía kia để con lên giống anh hai, đúng. Con leo ra đây. Rồi, anh hai xuống rồi hả? À ok, bây giờ mẹ đếm để anh hai xuống thật nhanh đúng không? Rồi anh hai lên trên kia đi, lên trên kia rồi mẹ đếm thật là nhanh. Rồi, 3, 2, 1, xuống. Ồ, quá tuyệt vời. Ồ, quá tuyệt vời nha, rất nhanh. Đấy đúng là một con khỉ rồi. Ồ, Phúc An là một con khỉ. Ồ, Phúc An rất là biết phương pháp nha. Em cũng là một con khỉ hả? Rồi, bây giờ mẹ đếm 1, 2, 3. Một mình Phúc An trèo lên thật nhanh nha, đúng chưa? 1, rồi 1, 2, 3, bắt đầu. Nhanh lên, cố lên nào anh hai ơi. Ồ, em trèo nhanh lên anh hai, cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Em ơi, cố lên, em sắp tới nơi rồi. Ui giỏi quá. Rồi, giỏi quá. Đi vào trong này này em ơi. Đi vào trong này đừng đi ra ngoài đấy. Anh nhìn lên trên kia, anh nhìn lên trên cao cùng với anh hai. Anh hai không nhảy như thế là người khác sẽ bị rớt. Rồi, đúng anh hai đi đúng, đúng rồi em đúng rồi, đi lên đi. Đúng. Đúng rồi, em chính xác rồi. Đúng, em lên đi bước tiếp lên. Đúng, chính xác. Trời ơi, em chính xác. Rồi. Ô, anh hai finish. Win. Rồi anh hai phải chờ em, anh hai phải chờ em cùng win với anh hai nha. Anh hai phải chờ em cùng win nha. Anh hai chờ em cùng win nha. Anh hai đứng im chờ em cùng win nha. Rồi, em ơi cố lên. Em cố lên. Đấy, anh hai ở trên cao đấy, em lên cùng với anh hai nha. Đấy, đấy. Đấy, em nắm cái tay ở trên cao, em đi xuống rồi, xem là đi xuống rồi. Em đi lên, bước lên, đúng, đúng. Mà đến 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi, rất là tuyệt vời. Đúng là một chàng trai khỏe mạnh đấy. Rồi, phải khéo léo cẩn thận nha. Rồi đi sang. Bị lố đúng rồi, cẩn thận phải khéo léo nha, khéo léo nha. Rồi chính xác rồi, bắt qua luôn, chính xác, thủ quá tuyệt vời. Rồi đi sang. Rồi cẩn thận, đúng chính xác. Rồi sắp xong rồi, sắp thành công rồi, từ từ nào sắp thành công rồi. Yeah, oh lại lấy đà xa hơn. Yeah, tuyệt vời. Rồi đi xuống, rồi đi xuống, đi xuống là mới finish mà, con chưa xuống là chưa thành công. À con không cần xuống hả? Em muốn đi bơi hả? Em làm sao đi bơi bây giờ? Bơi lạnh lắm, lạnh lắm, không bơi được. Bây giờ bơi là lạnh lắm, làm sao? Ôi mặc quần áo nha, bơi được. Anh mặc quần áo là bơi được hả con? Là không lạnh hả? Nhưng mà ở dưới nước bây giờ quần áo bơi là nó lạnh lắm. Bây giờ mùa này là không bơi con nhá. Đồng ý không? Anh hai đồng ý rồi đấy. Làm sao con? À, ở đây là ấm áp hả? Ồ, ok ok, mà nói là ở đây hồ bơi này không có nước ấm đâu. Dạ. Ok ok. Anh hai từ từ để anh hai leo trèo là một tí anh hai qua luôn. Anh hai rất là nhanh nhẹn đấy. Rồi con phải nhìn anh hai để học tập nha. Rồi từ đúng.
À, cái này thì không giúp được con ạ, cái này phải tự lực mình đúng không? Tự lực đúng không? Đúng, cái này phải tự lực. Cái này không 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 giúp được con ạ. Bởi vì nó ở trên cao, cái nào con khỏe mà cái chân con dài giống anh hai thì con làm được. À, bạn không xuống bơi đâu, bạn chỉ đứng chơi ở trên bờ thôi, con nhìn xem. Bạn không có bơi, bởi vì hôm nay trời rất là lạnh thì bạn không bơi. Rồi đi anh hai xong chưa nào? Nhanh nào. Đúng rồi, bây giờ lạnh lắm. Em vẫn thèm bơi hả? Bắt một cái dính luôn. Finish. Rồi bây giờ thơm mẹ một cái rồi mẹ bế. Rồi thơm thơm lại. Chúng mình thơm thơm nhau một cái. Thơm mẹ không? Thơm mẹ nào. Yêu nhỉ. Yêu thế nhỉ. Thơ chu chu miệng thơm mẹ các. Yêu nhỉ. Em nói làm sao? Em mệt đầu. Em mệt đầu là mệt như nào? Em tập thể dục mà sao lại mệt đầu? Em tập đi, em tập đi. Trời ơi. À không hả? Thế em không thích tập cái này nữa hả? Không. Em muốn đổi sang cái khác đúng không? Không. Thế mẹ vừa mẹ giúp em dừng lại hả? Thế con có yêu mẹ không? Chu mỏ thơ mẹ một cái này, chu miệng. Chú miệng yêu nè, ư trời có miệng yêu nhờ. Nhưng mà yêu yêu thơm thơm một cái nè, ư trời ơi. Trời cưng nhờ. Ra đi. Rồi bây giờ đến được anh hai lên nào, cẩn thận anh hai lên, cẩn thận té. Rồi anh hai đứng cao lên, đứng cao lên. Anh hai được không? Anh hai đứng cao lên thì mới chính xác. Wow, anh hai cao lớn đến nơi luôn. Tập nào. Trời nhờ. Rồi mạnh lên, kéo lên, kéo xuống như này cho cái tay nó cơ bắp đi. Đừng, đừng có cầm, đừng có làm như vậy. À, con muốn nắm ở trên cái phần trên đấy. Trời giỏi. Làm lên làm rồi đưa tay lên xuống nhiều lần cho nó khỏe. Ôi trời ơi. Ôi giỏi thế nhở. Trời ơi anh hai khỏe chưa? Trời ơi anh hai khỏe chưa? Quá khỏe luôn. Trời ơi. Ôi con nhái bén của mẹ khỏe thế nhở. Ok con cứ chơi cái này đi. Ok em sang bên kia chơi đi. Anh chơi bên này, em chơi bên kia. Rồi, em nhìn anh chơi này, em nhìn cách anh chơi này. Đấy, anh hai chơi giỏi chưa? Ồ. Rồi em đứng lên đi. Đó con nhìn em anh chơi đấy. Chơi như vậy là chính xác. Rồi bây giờ em chơi đi. Em đứng lên đây mẹ giúp em đứng lên đi. Em đứng lên. Đứng lên. Rồi em đứng lên trên kia đi. Lên. Rồi lên. Rồi nắm tay. Nắm. Rồi nắm lên. Rồi nắm hai bên. Rồi nắm được không? Em còn thấp. Rồi em xích cái chân lên. Đúng. Xích cái chân lên. Rồi đạp đi. Rồi em đứng thôi, em đứng một bên này đi. Đấy rồi mẹ đạp cho em nha. Lên xuống. Được chưa? Thẳng cái đầu lên, đừng có thẳng cái đầu lên. Được rồi đi xuống hả? Rồi đi xuống đi. Em còn nhỏ chưa cái này được anh hai chơi giỏi chưa? À, không xích thêm một mình vì em còn nhỏ hả? Ok. Chơi mẹ chơi bên này hả? Ok. Rồi hai anh em nào. Úi trời em chu cái miệng xinh thế nhở. Trời anh hai bước dài thế nhở. Anh hai đúng là chú nhái bén luôn. Rồi. Ôi từ kẹo cái nó đập vào chân đau đấy con. Từ chạm dần chạm từ vào đúng. Chạm từ vào. Con không được làm như vậy nữa nha, nguy hiểm nha. Đúng. Phải chơi. À, em chơi giỏi, em đứng lên chơi tiếp đi. Mẹ thấy em chơi giỏi mà. Em mệt hả? Ok anh hai bên này mẹ bên này nha. Đây, 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 đây
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Không phải cái này à? Chúng ta nghĩ là anh ấy là người mù. Thằng ăn nhiều tiền. Thế là cần nhiều tiền. Rồi, hai bạn đứng ở bên này. Hai bạn đứng ở đây, Thiên An. Phải đứng ở bên này chứ. Không, mỗi người đứng một bên. Rồi. Yeah, em thắng rồi. Thiên An ơi, đưa tay chào mẹ nào. Thiên An đi với cá mập hả? Wow. Cá mập to thế. Một lần nữa là về ba, anh hai đòi về rồi ba. Rồi ba đi sát bờ đây một lần nữa này. Ba đi sát bờ thêm một lần đi. Không, ba không cần nói đâu, ba đừng có nói vậy nó buồn. Ba cứ đi một vòng nữa đi rồi lạnh quá. Thích không? Em Thiên An thích không? Em ơi. Wow. Rồi, đi về thôi. Đi về thôi, cá mập ơi. Cá mập ơi, lên bờ đi về. Anh hai lạnh, anh hai đi về rồi. Anh hai rất lạnh, anh hai đi về rồi. Rồi, đi rồi, đi về nào, gái cưng ơi.